Hi, xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đến với kênh Thiên Long Vlog của mình. Thì cái video ngày hôm nay á, là có rất là nhiều bạn rất là mong chờ ha. Thì sẵn tiện á, là mình sẽ thông báo với mấy bạn á, là cần số á, cái cần số mà nuôi resin này nè các bạn, là nó là nhôm đúc nguyên khối ha. Đây các bạn nhìn thấy nó rất là dày nha, nó đúc nguyên khối đó, nó khác với những cái cần số á đời đầu của các bạn, nó là hàng lại, còn này nó đúc nguyên khối luôn. Cái này là các bạn sử dụng là bao các bạn gãy luôn á. Thì mình đã cái chụp hình đó trên cái tab cộng đồng mình thông báo rồi đó, thì mình sẽ sale á là 50 cây đầu tiên, 50 cây đầu tiên cho 50 bạn đặt sớm nhất đó tại Shopee ha, hoặc qua shop ha, là 50 cây đầu tiên là khi các bạn mua này, một cái cần số như vậy nè, đó là sẽ được tặng một cây cốt trước Salaya full luôn nha, một cây cốt trước full Salaya luôn, một loại xe bất kỳ đó, cho xe bất kỳ luôn. Thì cái cần số này gắn được cho xe nào thì mình sẽ nói rõ trong video này để cho các bạn là không phải thắc mắc khi mua hàng ha. Thì cái cần số này nè, thì các bạn là gắn như zin dành cho ẹt 150 nè, 135 các đời luôn, 135 năm số, 135 bốn số, ẹt 150 xài chung hết, ẹt 155 là không xài được nha mấy bạn nha, ẹt 150, ẹt 135 các đời là xài chung hết luôn, các bạn về lắp như zin thôi ha. Đây thì các bạn nhìn cái phần cốt phía sau nè, các bạn thấy không, nó đúc rất là dày luôn, rất là chắc chắn luôn, các bạn cầm trên tay nó rất là nặng tay luôn á đó, nên là các bạn yên tâm về cái chất lượng ha. Thì đây là cần số có mặt đầu tiên, cần số cái mẫu sấm sét có mặt đầu tiên trên thị trường luôn đó, rất là đẹp. Thì cái giá mình sale á là chỉ có 249.000 thôi, một cây như vậy 249.000, tặng thêm một cây cốt full Salaya luôn, dành cho một xe bất kỳ, các bạn chọn xe nào thì mình đưa cây cốt xe đó ha. Đó, 50, chỉ có 50 cây đầu tiên thôi. Đó là mình chỉ tặng 50 cây đầu tiên thôi. Còn ngoài ra là cái cần số này gắn luôn cho những dòng quay rim cúp này nọ là gắn được hết nha các bạn. Quay rim cúp là gắn được hết luôn ha. Đó, gắn được hết, gắn như zin luôn, không cần chế cháo gì hết. Thì ngày mai trời sáng, tại vì bây giờ là hàng vừa về tới luôn, nên mình quay cái clip liền cho mấy anh em xem đó, để mấy anh em chờ mình hôm dài cũng là 10 ngày rồi, nên là bữa nay là mình quay một clip ngắn mình thông báo. Thì các bạn nhìn cận cảnh cái cần số nè đó, từ cái cao su nè, các bạn thấy nó rất là dày nha. Thì cần số hai chiều có tác dụng của nó là các bạn cũng biết rồi đó. Thì cần số này các bạn, những các bạn mà đi tour bạo lực nè, đi bạo lực hay là đi xa hay này nọ đồ á, có thói quen mà dậm số mà kiểu như dậm số nó hơi bạo chút xíu á, thì các bạn xài cái này là yên tâm nhất luôn nè, tại vì nó đúc nguyên khối luôn, các bạn không có sợ gãy ha, nó rất là nặng đó, không có một cái mối hàng nào trên đây hết đó. Đây cái phần chữ nó là bắn laser nè, các bạn thấy không, bắn laser chìm vô luôn nè, nu resin ha, 249.000 một cây, mình tặng thêm một cây cốt trước Salaya. Đem cây cốt Salaya V2 ra đây cho anh ơi. Đây. Cốt là mình tặng cốt Salaya V2 luôn ha. Cái cây này á là giá 100 mấy chục nghìn một cây rồi các bạn. Tính ra các bạn mua cái cần số á là nó chỉ có 100.000 à. Đó. 100.000 à. Đó thì nói chung á là chỉ có 50 cây đầu tiên thôi nha. Thì những bạn nào đặt qua Shopee á thì các bạn vẫn đặt, nhưng mà mình sẽ kèm theo. Đó, kèm theo cái cây này cho các bạn. Chỉ có 50 cây đầu tiên thôi, những bạn nào mà không có á thì các bạn thông cảm giùm mình nha. Rồi ok, thì cái video mình xin kết thúc tại đây ha. Thì sau cái video này á, mình đặt cái đường link bên dưới cái dòng mô tả, bạn nào đặt hàng các bạn đó có thể nhấn vào cái đường link mô tả dưới kênh của mình á, dẫn thẳng tới cái trang Shopee, các bạn đặt hàng tại đó thôi nha. Rồi ok, thì bye bye, xin chào tạm biệt các bạn nha.